Sáng ngày 12 tháng 6, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Dương Đông thành phố Phú Quốc xác nhận trên địa bàn phường đã xảy ra một vụ xô sát khiến một nam thanh niên gục chết giữa đường 30 tháng 4 đoạn gần Tòa án Nhân dân thành phố Phú Quốc. Liên quan vụ việc, hai thanh niên đã bị công an thành phố Phú Quốc bắt giữ ngay trong đêm, gồm TVT ở khu phố 2, phường Dương Đông và DT chưa rõ địa chỉ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 20 phút tối ngày 11 tháng 6, ba thanh niên đứng bên đường 30 tháng 4 thuộc phường Dương Đông nói chuyện một lúc rồi xảy ra xô xát. Sau đó một người có dấu hiệu bước đi loạn trọng, ngã gục giữa đường với hai cây dao. Hai thanh niên còn lại một người mặc áo thun sọc và một người đội mũ bảo hiểm màu đỏ, mặc áo thun màu đen bước sang bên kia đường rồi lên xe chạy đi. Hay tin vụ việc, lực lượng chức năng địa phương đã đến phong tỏa hiện trường. Nam thanh niên nằm gục trên đường sau đó được đưa vào trung tâm y tế thành phố Phú Quốc cấp cứu nhưng đã tử vong được biết người này quê ở vĩnh long nhưng chưa rõ danh tính lực lượng chức năng địa phương hiện đang thu thập chứng cứ làm rõ vụ việc